hàng ngày chiếm khối lượng lớn nhất trong khẩu phần và là một thành phần hết sức quan trọng của chế độ dinh dưỡng, mặc dù rất hay bị bỏ quên. Vậy bạn đã uống đủ nước chưa? Và một ngày uống bao nhiêu nước là đủ? Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Nội dung video ngày hôm nay sẽ bao gồm 4 phần. Thứ nhất, một ngày nên uống bao nhiêu nước? Thứ hai, uống nhiều nước có tốt không? Thứ ba, cơ chế điều tiết nước như thế nào? Thứ tư, mức nước gây ra hậu quả gì? Và sau đây chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, một ngày nên uống bao nhiêu nước? Như chúng ta đã biết, khoảng 60-70% cơ thể là nước. Chúng ta cần nước để các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Thiếu nước, hệ thống vận hành của các cơ quan trong cơ thể sẽ bị đình trệ. Nhưng một ngày nên uống bao nhiêu nước là đủ? Nhu cầu nước hàng ngày của một người trung bình vào khoảng 40ml trên 1kg thể trọng hoặc 1ml trên 1 calo. Ví dụ bạn có cân nặng 45kg thì lượng nước cần trong một ngày sẽ là 1.800ml, tức là 1.8 lít. Còn nếu bạn cân nặng 50kg thì lượng nước cần trong một ngày là 2.000ml, tức là 2 lít nước. Như vậy, tổng lượng nước tối thiểu mỗi ngày vào khoảng từ 1.5 lít cho đến 2.5 lít được cung cấp qua nước uống, sữa, nước ép trái cây, nước trong các món ăn, v.v. Tuy nhiên, nhu cầu này sẽ tăng lên khi bạn chơi thể thao, vận động ra mồ hôi nhiều hoặc khi bị bệnh như sốt, tiêu chảy, hoặc vào những ngày thời tiết nóng bức. Ví dụ, nữ có cân nặng 45kg và có chạy bộ 30 phút mỗi ngày. Vậy một ngày bạn này nên uống bao nhiêu nước là đủ? Với cân nặng 45kg thì lượng nước cần thiết cho một ngày sẽ là 1,8 lít nước, tức là lấy 0,04 nhưng cho 45. Hơn nữa, bạn có chạy bộ 30 phút mỗi ngày, tiêu hao khoảng 200 calo thì lượng nước cần cung cấp thêm ngoài 1,8 lít nước mỗi ngày là 200ml. Vậy tổng lượng nước bạn ấy cần đủ trong ngày sẽ là 2 lít nước. Đối với trẻ em, nhu cầu nước thường cao hơn so với người lớn do tỷ lệ diện tích da trên thể trọng lớn hơn người trưởng thành và khả năng cô đặc của thận cũng chưa hoàn chỉnh. Còn đối với người trẻ khỏe mạnh, tốt nhất nên lắng nghe cơ thể và uống nước trước khi thấy khát. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, có thể bị mất nước mà không hề thấy khát, do đó họ phải theo dõi lượng nước uống vào của mình thường xuyên. Phần 2. Uống nhiều nước có tốt không? Uống đủ nước giữ cho da căng mọng và đàn hồi, giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể và đảm bảo cho thận có thể lọc chất thải ra ngoài. Nếu nồng độ nước trong máu quá cao hoặc quá thấp, cơ thể sẽ điều chỉnh đưa nước ra khỏi hoặc đưa vào trong các tế bào. Tuy nhiên, nếu uống nước quá nhiều và quá nhanh, các tế bào sẽ trương lên khi nước ập vào. Các tế bào não xung phồng sẽ gây đau đầu, chóng mặt và rối loạn. Trong các trường hợp nghiêm trọng, ngộ độc nước có thể dẫn đến tử vong. Phần 3. Cơ thể điều tiết nước như thế nào? Chúng ta mất nước chủ yếu qua nước tiểu, bốc hơi qua da hay qua hơi thở. Và thận sẽ điều tiết lượng nước trong cơ thể và ngăn không cho máu trở nên quá đặc hay quá loãng. Nếu lượng nước trong mô hay tế bào của cơ thể xuống thấp, cơn khát sẽ được kích hoạt. Chúng ta khát nước vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, khát nước vì cơ thể thiếu nước. Nếu lượng nước trong máu bị giảm thể tích từ 10% trở lên. Thứ hai, chúng ta khát nước vì ăn đồ ăn vặt mặn. Nếu nồng độ muối trong máu tăng từ 1-2%, cơn khát sẽ được kích hoạt. Phần 4. Mất nước gây ra hậu quả gì? Mất nước gây choáng váng và mệt mỏi. Trong những trường hợp nghiêm trọng, mất nước có thể gây co giật, tổn thương não và tử vong. Thứ hai, mất nước gây suy giảm chú ý và trí nhớ. Khi cơ thể mất nước, các mô não sẽ co lại và việc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản sẽ trở nên khó khăn hơn. Mất nước sẽ gây khô mắt. Mất nước làm chậm sự sản xuất nước mắt, khiến mắt cảm thấy khô, ngứa và cộm. Mất nước gây huyết áp thấp. Mất nước nghiêm trọng sẽ làm máu trở nên đặc và nhớt, gây ra huyết áp thấp, chóng mặt và ngất xỉu. Cuối cùng, mất nước sẽ gây táo bón. Khi thức ăn đi qua ruột già, cơ thể sẽ hấp thụ nước từ thức ăn. Nếu bạn bị mất nước thì phân của bạn sẽ bị khô và cứng, gây ra tình trạng táo bón. Vậy cơ thể thiếu nước sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào màu sắc của nước tiểu để nhận biết cơ thể có đang thiếu nước hay không.
Khi bạn bị mất nước, thận sẽ giảm lượng nước bài tiết ra bên ngoài và giữ lại trong máu. Khi đó, nước tiểu sẽ sẫm màu hơn bởi các chất tan trong nước tiểu có nồng độ cao hơn. Hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với bạn và hãy nhớ bổ sung đủ nước mỗi ngày nhé! Các bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết tại website www.songlanhmanh.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cuối cùng, đừng quên nhấn subscribe để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!